Xin kính chào tất cả mọi người đã xem kênh AFC Điện Biên. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Trong video ngày hôm nay, kênh xin được chia sẻ với mọi người món tiết canh không dùng đến tiết của động vật, ăn rất ngon mọi người ạ. Đầu tiên là khâu chuẩn bị lạc. Hai quả ớt. Nếu mọi người ăn cay thì có thể cho thêm hạt dổi, tỏi, chanh, hành khô, củ dền đỏ, bột làm thạch, rau húng bạc hà, rau ngổ, rau mùi, rau húng quế, rau dấp cá và rau thơm dùng để ăn kèm. Hành đã được nướng lên. Và bây giờ là khâu quan trọng nhất để tạo màu cho tiết canh. Củ dền chúng ta cắt nhỏ và cho vào máy xay. Chúng ta càng cắt nhỏ càng tốt. Lượng nước cho vào máy xay khoảng 1 bát. Sau đây sẽ lọc củ dền để tách riêng bã và nước. Mọi người có thể nhìn thấy đây là bã sau khi đã lọc tách nước. Chúng ta có thể bỏ cái bã này đi. Đây là phần nước sau khi đã lọc sạch. Như vậy là đã xong phần chuẩn bị nước tạo màu. Bây giờ là đến khâu chuẩn bị nhân thịt cho món tiết canh. Có cuống họng của lợn. Cuống họng ở đây đã được cắt ra cả phần bên trong để đảm bảo sạch sẽ. Cho thêm chút muối. Rửa lại bằng nước sạch. Ngoài cuống họng ra, mọi người có thể chuẩn bị thêm một chút gan lợn để ăn kèm với món tiết canh. Vớt phần bọt này để bỏ đi. Bây giờ sẽ vớt gan ra trước để tránh bị cứng quá. Món nhân thịt đã chuẩn bị xong. Bây giờ thêm chút súp.
mì chính, bột nêm, hạt dổi giã, để đảm bảo nhân tiết canh được nóng đều giữa nhân thịt và nhân rau, mọi người cho lên bếp để đảo lạnh. Thức ăn đã mùi thơm thì có thể bắc xuống. Bây giờ là phần quan trọng nhất để hãm nước dùng cho tiết canh. Ta pha đủ số lượng bằng cách có bao nhiêu bát nhân thì chúng ta sẽ đong bấy nhiêu bát nước. Nếu mọi người không dùng nước lọc thì chúng ta có thể lấy nước luộc của cuống họng để pha chế, tạo cho món tiết canh thêm đậm đà. Mọi người có thể nhìn thấy trong chảo là 2 lít nước, một gói bột rau câu dẻo con cá pha với 2 lít nước này. Lưu ý khi đổ, chúng ta đổ từng ít một và ngoáy đều, không tránh trường hợp thạch sẽ bị đóng cục. Chỉ khi nào làm nhân xong thì mới đổ thạch vào nước, bởi vì thạch để lâu trong nước sẽ đông lại. Bước tiếp theo là bật bếp và đun. Trong khi đun, mọi người phải ngoáy đều. Nước sôi khoảng 5 phút, mọi người có thể tắt bếp. Tiến hành trộn nước dùng vào tiết canh. Sau khi đánh tiết canh xong, vẫn còn dư ra một ít nước. Như vậy là thừa nước rồi. Nếu mọi người đánh thì có thể bớt đi một chút nước. Khâu cuối cùng là mang tiết canh để vào tủ lạnh, để tiết canh được đông hơn và mát hơn. Mọi người có thể dùng bọc thức ăn để bọc khi cho vào tủ. Và sau một khoảng thời gian để trong tủ lạnh, tiết canh đã được trưng bày ra. Như mọi người có thể nhìn thấy, tiết canh rất là đông chặt. Và bây giờ, mời mọi người cùng thưởng thức.